Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Tiền Sự Taxi Dù. Hôm nay là Tiền Sự đang đứng ở xóm Nạm Thơ, thôn Nà Khà. Đang đứng ở chiếc cầu này để được bà con hoàn thành cầu đã xong rồi. Còn đổ hai bên mõ đường ở bên này. Giờ Tiền Sự đi vào trong cùng bà con, cùng anh em ở trong xóm này để vào chỗ ba anh em. Xe thì Tiền Sự để ở ngoài kia. Có một diễn viên chuyên gia cười nhé. Nào, Tiền Sự bắt đầu bắt nhịp để diễn viên này cười luôn nào. Cười. Không cười nữa à? Cười. Không cười à? Vào kia. Diễn viên này cười rất giòn nhá. Có thể cười được mấy tiếng đồng hồ ấy các bạn. Vui phết đấy, diễn viên này vui phết đấy. Bây giờ là đi vào như trong nhà em à? Đi bộ xem các cháu nhỏ chơi diều gì. Gần thôi gì. Đây, các cháu nhỏ đang thả diều đây. Sân khuôn này hơi bị rộng. Đấy. Đấy à. Cháu này kéo được đấy nhờ. Đấy. Sân khuôn rộng. Ở khu vực này là rộng, bà con tất cả ở đây các cháu nhỏ là chơi diều. Thành phần này cười rất chi là hay nhé. Nào, đi, đấy. Tiếp. Khu vực cầu Nà Khà, cầu là đã xong rồi, còn làm ở bên đường hai bên mố cầu, ở đường hai bên mố cầu nữa cho đẹp. Đấy. Khu vực chỗ gần xe của Tiền Sự đứng kia là như một cái bãi sân golf này các bạn. Đấy, khung cảnh ở đây về buổi gần
giữa trưa, gần trưa rồi nhé, bước sang gần đầu giờ chiều ạ. Khu vực bên kia là rất chi là đẹp. Đấy, có một mô đất nhô lên rất chi là đẹp, quang cảnh. À, có thanh niên nào lấy xe đi hộ cô kìa. Khu vực bên kia là các bé đang thả diều bên kia. Đấy, bên kia là đang cánh diều. Khu vực kia là em Tài đang review cô dâu khóc nhè. Đấy, cảnh gần buổi trưa mà vẫn còn mây mù các bác. Gió gọi là cứ lồng lộng luôn. Chiều hôm nay có vẻ là rét đấy nhỉ, không phải là mát nữa đâu đúng không? Em nhận không? Hôm nay là rét luôn á. Xe nổ rồi. Cho Tài chở đi. Đấy, lại lên bên kia rồi. Đấy. Đấy, chú rể lại đi đúng đường bên kia rồi. Ổn rồi. Đấy, quay ra bên này sang tiếp tục đón cô dâu tiếp. À, đúng rồi, đổ rồi. À, lại chúc thượng lộ bình an tiếp nhá. Ok, bắt tay. Ok. À, rồi. Ok. Rồi. Mà mấy anh em vừa di chuyển từ bên cái chỗ bên kia cầu Nà Khà lại di chuyển sang bên chỗ này là cầu Khổi Bốc. Đấy các bác, nhìn thấy những ngọn núi kìa. Nhìn như cái búp măng luôn. Đấy, khu vực ở đây cánh đồng ruộng là xanh miếc, đồng lúa rất tốt. Đấy. Đây là nhìn rõ khu vực bên kia là khu vực thôn Nậm Thuổm ở bên kia. Đấy. Ba anh em lại di chuyển sang cầu Khổi Bốc nhá. Tiếp tục là đi vào xem lại bà con chiều nay lại làm cầu tiếp.
bà con làm cầu làm xong rồi, làm cái con đường để lên cầu đây, đổ mặt bằng. Đấy. Dự đứng từ xa xa kia là xem mà các bác đã đi đây. Đây. Bà con ở ở trong mấy thôn này là rất chịu khó, anh em bà con rất chi là nhiệt tình. Đấy, xe máy đã đi qua được cầu rồi, tiền sự là đáng nhẽ là đi xe đến đây nhưng mà vừa có một chiếc xe chở vật liệu nên tiền sự quay xe ở ngoài kia và đi bộ vào trong cầu. Đấy, xe máy đi thông à, tuyến cầu này thông rồi nhá, tuyến cầu Khổi Bốc đã được thông. Đấy. Cảnh về buổi chiều hôm nay là mát mẻ mà nó hơi mưa, hơi có mưa phùn phùn một chút ạ. Biết là tháng này anh bán giá tiền được không? Thế rồi. Đấy. Ba anh em lại đi tiếp tục đi giữa trời mưa đi ra xe nhá. Hello. Hello. Tại chào lại taxi dù xem đẹp không ạ? Xin chào xin taxi dù. Đấy. Đây là thắng nói qua để một chút để nhiều bác xem video của sự taxi dù là anh Sự là anh có một tí như này đấy, nhưng là các bác thông cảm cho, nhưng mà tính tình thì rất là tốt. Đó, đi cùng thắng đến năm nay là năm thứ tư rồi đấy, là không có một cái việc gì phải ngại cả, ngoài lái xe ra việc gì ra cũng có thể hoàn thành được đấy, đấy là cái điều tuyệt vời của anh ấy, và rất nhiệt tình, rất thật thà, không bao giờ dối trá, 1.000 cũng không bao giờ lấy của ai. Đó. Đấy, bây giờ là mấy anh em di chuyển ra, trời hôm nay hơi mưa phùn một chút. À. À, anh em mình ra xe lại tiếp tục về Hà Giang. Hà Giang, quê hương tôi. Đấy. À. Ồ, bên kia lại mỗi một mình em mới phát nhỉ, không ra cầu. Vui. Hôm nay một mình thôi à? Bắt nó về chưa? Đấy chưa? Anh công an là anh toàn việc thôn với cả việc xóm thôi. À. Bắt vợ một mình phát cỏ rồi này. À. Trong khi đó ra ngoài kia làm cỏ cũng Cường ấy. À. À. Vợ Cường ấy. À. Bạn hôm nay mới nhìn thấy mặt đấy, vào nhà mấy lần rồi? Nhà chị gái con bác nó cho làm thôi. Bên này á? À. Dù nhà em ở trên kia cơ. Anh vào nhà mấy lần hôm nay mới gặp em ấy. Vợ, anh hôm vào buổi sáng thì thấy một chút là đây là vợ của anh công an, vợ của em Cường. À, em chồng suốt ngày đi theo anh Minh mới cả làm cái việc ấy kìa. Là vợ đang một mình phát cỏ này. À. Cái này là có cua có ốc gì không? Không có thôi ạ. Thôi chào em nhá. Rồi đó. Đấy, đẹp nhỉ? Quá đẹp luôn. Khung cảnh này. Hay làm như kiểu một hàng như kiểu đường vào du lịch thôn ấy nhỉ. Cực kỳ đẹp luôn. Đấy, gần, di chuyển gần đến khu vực ô tô rồi. No! Vào rồi. Hello. Rồi. 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 Rồi.
Con ra được mà. Là tốt. Không, ra quay rồi, quay rồi. Quay được ra rồi. Không, anh quay được rồi, một phát. Một đỏ ăn luôn. Không quay à? Rồi. Lái kém thôi cũng được. Rồi. Thôi, cuối cùng Tiền Sự xin kết thúc video nhá. Hẹn gặp lại các bác vào những video tiếp theo. Xin chào các bác nhá. Tạm biệt anh Sự Taxi Dù.